Ừ. còn phân vân giữa việc dùng phương thức gì đó làm phương tiện và việc thực hành rốt ráo trong đời sống hàng ngày nhiều lúc con muốn quay phim chụp hình những trải nghiệm độc đáo chủ yếu là du lịch văn hóa và ghi chép suy tư để chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội một phần để người nhà cũng được cập nhật thế giới đó đây qua cuộc sống của con chia sẻ những thông tin hữu ích cho ai cần một phần giao lưu xem cách nhìn của mọi người ra sao để nghiệm lại mình nếu không ghi chép lại con cảm thấy mình không nắm bắt cơ hội nhưng việc sản xuất nội dung này nuôi dưỡng sự ngã mạn và bồ đắp cái tôi chưa kể không rõ có ai thật sự có lợi lạc gì trong việc tiêu thụ nội dung thế gian qua lăng kính cá nhân này không kính sư phân tích thêm cho con một góc nhìn khôn khéo hay một sự khéo đắc ý À, thưa với quý vị đó cái chuyện tu là chuyện tu mà chuyện chơi là chuyện chơi khi mà chúng ta đi vào sự thực hành thì khi mà tâm của chúng ta suy tư nhiều về pháp rồi thân của chúng ta thực hành nhiều về pháp cái khẩu của chúng ta nói nhiều về pháp thì khi mà mình đụng bất kỳ chuyện gì bất kỳ cảnh gì mình đều có thể liên tưởng đến Pháp. Ví dụ như mình đi đường, mình gặp một tảng đá thì mình cũng có thể liên tưởng đến cái Pháp mà dính dáng đến tảng đá. Đi đường mà mình gặp một cái đứa bé chạy ngang qua, mình cũng có thể liên tưởng đến bài Pháp nào có thể dính dáng đến một đứa bé chạy ngang qua. Nhưng mà nhớ dùm, cái chuyện đó, đó là cái chuyện nó phát sinh một cách tự nhiên khi mà mình đang trên con đường thực hành pháp Chứ nó không phải là cái chuyện Mình cố mình đi tìm Cái cảnh để mà mình sáng tác Nội dung Bởi vì Khi mà mình cứ chạy mãi Theo những cái đối tượng bên ngoài Thì mình rất là dễ quên chính mình Mình lo mình sáng tác không à Và nhớ về một chuyện Để mà có cái để nói đó thì mình phải có cái sự trầm tư, có cái sự lắng tâm, thì mình mới có cái để nói. chứ còn mình cứ cái gì cũng xả rồi hết, thì xin thưa hết, mình nói được chừng một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó mình không còn cái gì để nói nữa. À, thành ra đó là phải à, cẩn trọng, cái chuyện chia sẻ trên mạng xã hội thì không phải ai họ cũng có cái duyên nhiều lúc đó mình chia sẻ lên thì ai đâu coi ai đâu mà coi thành ra mình có cái nội dung nào đó phù hợp và nên tiết chế thôi mình có pháp thì pháp tự nhiên nó xuất hiện thôi chứ còn đừng có ráng mình đi kiếm cái cảnh rồi tới hồi mình ráng mình nặng nó ra pháp thì nó rất là miễn cưỡng cho cho câu hỏi à, xin, xuống, xin bổ sung chút xíu chỗ này nó mất kìa à đây nó mất cái chỗ ngã mạng đâu rồi đây. kéo kéo Điều dùm à à đây 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 nhưng việc sản xuất nội dung này nuôi dưỡng sự ngã mạng bồi đắp cho tôi ở đây á tức là mình đang đổ thừa do ngã mạng cho mình đang nói là à tại tôi làm này ngã mạng quá nên tôi không có làm nhưng mà cái đó lại là một cái ngã mạng khác còn anh thưa quý vị Ví dụ bây giờ tôi nói Tôi không thiết pháp đâu Tôi thiết pháp tôi ngã mạng lắm Nếu tôi thiết pháp mà tôi ngã mạng Thì tôi phải kiếm pháp để tôi diệt cái ngã mạng đó đi Chứ không phải là tôi ngồi tôi than Tại tôi làm cái này mà tôi ngã mạng Không phải Mình phải kiếm pháp để mình tu Để mình dạp bớt cái ngã mạng mình lại Mình kéo cái tôi mình xuống Giống như không lẽ giờ nó làm nhiều quá à bệnh Rồi không lẽ không đi làm Phải uống thuốc chứ Bệnh phải uống thuốc Thì như vậy mình cảm thấy mình sản xuất cái nội dung đó à, nó giống như tôi làm được cái này tôi làm được cái kia mình cảm thấy cái này nó làm cho cái cái, cái tôi của mình nó nó cao thì mình phải đi kiếm dấu pháp nói chung là mình tu á mình tu làm sao để cái mình cũng làm cái này mà cái ngã mạng mình nó nó không còn chứ không phải là mình đổ thừa ngã mạng là tôi cũng làm cái này nó lại là một cái ngã mạng khác còn á nguyên cái câu hỏi này là không đây tại vì không có trực tiếp với bạn á với cái người hỏi nè thành ra không có hỏi được là cái này bạn làm chưa hay là bạn dự định tại vì á cái gì cũng vậy làm rồi mới biết giống như nguyên cái phần này giống như mình chưa làm mà mình ngồi mình nó lấy là, là một cái tưởng tượng mà thôi mình ngồi mình tưởng abc giống như hai người mà đi ngồi nhau uống đang nhậu một cái mua vé số mua người mua tờ hay tờ cái ông a à, ông hỏi chừng nữa mày có chúng số mày làm gì tao mua mấy con dừa con ruộng để uh, À, 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 sản xuất cái thằng kia à, mày làm gì à, tao mua, mua đàn vịt thôi chị thả qua ăn lúa mày chơi cái kia vậy tao mua đàn chó hả chị để à, đem ra rước à, à, đàn vịt mày nó qua nó lại ngồi ao quýt lộn luôn hỏi chúng số chưa chưa nên á rồi khúc á tại vì không có hỏi trực tiếp được là có cái này đang làm mà bị dính công việc không bị dính phiền não hay không Ví dụ như người ta bình luận lên, người ta mắng, người ta chửi, người ta nó sẽ dở đồ này nọ. Rồi tùm lum hết rồi mình uh, phiền não uh. Nhưng mà nếu mà chưa làm á uh, một là làm hay là không. Chứ đừng có ngồi ở đó rồi cái tưởng tưởng dâu tưởng tượng là không biết mình làm gì nữa về về có gì không. hồi là hết làm luôn á. Uh. Cho nên nó uh, mình cứ làm nếu mà gặp xa ngã đó, uh, gặp cái trục trặc, mình tìm được hướng nước mình giải quyết, nếu giải quyết không được mình có thể bỏ, nghĩ không làm nữa. Còn chưa làm á, uh, còn nếu đang làm mà trục trặc á mình có hai quyết định thôi đừng có dây dưa cái công việc này nó có đem lại lợi ích nhiều hay không nếu lợi ích ít lợi ích, ích mà phiền não mà phiền não nhiều thì có nên dẹp còn nếu lợi ích nhiều mà phiền não thì mình nên tìm cách mình xử lý những cái phiền não cho nó rút ráo cho nó hết những cái phiền não cho nó tạm ổn để mình tiếp tục mình làm cái công việc đó Bởi vì cái công việc này nó đem lại cái lợi ích nhiều cho nhiều người chính bản thân mình nữa ví dụ làm youtube cũng có tiền là mình nuôi được gia đình nữa hay là nhiều người nghe cái này họ phái họ thích hoặc là mình vân vân còn nếu như mà mình làm việc này lợi ích nó không có mà phiền não nữa tôi bị nếu mà theo tôi dẹp đi <laughs> à, suy nhớ một cái chuyện mà sư cũng hay nói với quý vị đó là khi mà mình làm cái gì đó mà cái tâm của mình đó, nó có vấn đề ví dụ như sân nó xuất hiện tham nó xuất hiện mà trong trường hợp này ngã mạng nó xuất hiện nếu như mình đủ bình tĩnh để mình phát hiện cái sự ngã mạng nó xuất hiện ấy lo giải quyết cái sự ngã mạng của mình trước khi đó công việc cái cái việc mà chia sẻ ở trên online này, tạm dẹp qua một bên dẹp qua một bên bởi vì cái đó nó không quan trọng bằng cái việc lo giải quyết cái tâm của mình trước sau khi quý vị giải quyết được cái tâm của mình bình ổn được cái tâm của mình thì khi đó mình làm công việc tiếp Không có vấn đề gì Thậm chí khi mình chia sẻ đi Chẳng hạn cái thứ trời ở đức hỡi đó Nó nhảy vào nó nói tầm bậy tầm bạ nha Nó nói tầm bậy tầm bạ Mình tức mình tức điên lên mình chuẩn bị là mình xả lại nó Bình tĩnh Bình tĩnh Giải quyết tâm sân của mình trước Giải quyết tâm sân của mình trước Giải quyết được tâm sân rồi đó Mới bắt đầu suy nghĩ Nên giải quyết cái này nó như thế nào Ừ trả lời hay không trả lời hay là xóa hay thì kệ nó khi đó mình mới quyết định còn khi mà tâm sân mình nó còn đang xuất hiện thì cứ để nó đi cứ để nó đi nha và có rất là nhiều trường hợp khi mà mình bình định xong cái tâm sân của mình á là thiên hạ giải quyết dùm cho mình cái cái câu đó rồi đấy ví dụ cái thứ mình đã trời ơi quá là thiên hạ nhảy vô nó chửi cho mình <laughs> nhưng mà nói gì thì nói giải quyết cái tâm mình trước hứ hmm?